Xin mời tất cả giấy tiền bên này vào giữa đi, chúng ta cùng nâng ly với con trao chú đề nào. Chúng ta cùng đứng lên để đồng biểu cho con trao của chú đề được không ạ? Xin mời anh em và con trao chú đề nào ạ, chúng ta cùng đứng lên đi ạ. Của chủ đề không tham dự được chương trình trong buổi trưa nay, chúng ta có thể cử hai vị đại diện trở về với lâu đài khúc để đứng cạnh chủ đề chúng ta xin được kính đọc kính mời. Đặc biệt về phía gia đình ấy, chúng ta sẽ cử cho một bác đại diện trong bậc cao nhất của gia đình để chúng ta sẽ có đôi lời phát biểu cảm ơn trong ngày trọng đại của chủ đề và đằng sau xin được kính đọc kính mời. Về phía gia đình gặp nay, chúng tôi xin được trân trọng kính mời. Người gì sẽ thay cho người mẹ, đó là dì Thuận sẽ trở về với sân khấu cho tình yêu để đứng cạnh chú đây. Xin được trân trọng kính mời dì Thuận rất nhiều. Về phía gia đình nhỏ trai, xin được trân trọng kính mời dì Thuận sẽ trở về với sân khấu cho tình yêu. Gia đình nhỏ gái chúng ta xin được trân trọng kính mời ông Lương Văn Hoàng và bà Lô Thị Lợi làm song thân phụ mẫu của cơ rau. Xin trở về với sân khấu cho tình yêu trong buổi trưa hôm nay, xin được trân trọng kính mời. Vui mừng chào đón tất cả quý vị quan khách, cô dì chú bác khối xóm của chúng ta, đặc biệt là bạn bè thân hữu gần xa của cô dâu và chú đệ đã trở về đây để chung vui ngay trong đại ngày trong đây của cô dâu và chú đệ chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và lời đầu tiên cho phép tôi được thay mặt cho trung tâm tổ chức chương trình tiệc cưới Cường Kiều thay lời cho đại gia đình nhỏ gái, đặc biệt đến lời cho cô dâu và chú rể xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý vị quan khách, lời kính chúc sức khỏe và lời chào kính trọng nhất. Kính thưa toàn thể quý vị, hiện diện trên sân khấu nhỏ tình yêu của cô dâu và chú rể chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay là hai đóa hoa tươi đẹp nhất, đặc biệt được sự chứng kiến của hai bên gia đình nhà trai và nhà gái, hai bác trưởng đoàn được đại diện cho bậc cao nhất của hai gia đình cũng đã trở về đây và đang hiện diện trên sân khấu nhỏ tình yêu. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Kính thưa toàn thể hoan trường kính mến, đến với niềm hạnh phúc của cô dâu và chú rể chúng ta trong buổi trưa hôm nay, với sự tình yêu trong trắng tuyệt vời của cô dâu và chú rể, với sự vun vén tình yêu đẹp nhất của hai bên gia đình, và ngày hôm nay đây được sự nhất trí của đại gia đình nhỏ trai, được sự nhất trí của đại gia đình nhỏ gái, được sự đồng tình của cô dâu và chú rể, đặc biệt được sự nhất trí của hai chính quyền địa phương. Ngày hôm nay là ngày mùng 6 tháng 11 năm 2023, tức là ngày 23 tháng 9 năm Quý Mão. Về phía đại gia đình nhỏ gái chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay,
đó là ông Lương Văn Hoàng và bà Lô Thị Lợi, có địa chỉ Bản Tròm Bòi, xã Mậu Đức, huyện Nhà Quan Cuông của tỉnh Nghệ An. Rất vui mừng được kết tình thông gia cùng gia đình nhỏ đây, đó là bà Lô Thị Thụy, có địa chỉ Bản Thanh Đào, xã Bồng Khê, huyện Nhà Quan Cuông của chúng ta. Mất trang vào tay để chúc mừng. Một lần nữa, Minh Đức xin được thay lời cho ekip chương trình chúng tôi xin được trình trọng tuyên bố chương trình truyền hình trực tiếp đại lễ Vu Quy mừng ngày phúc trăm năm cho cô dâu Lương Xuân sánh duyên cùng chú rể Minh Ngọc chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay xin phát được chính thức bắt đầu. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những tình cảm đặc biệt của tất cả quý vị đã trở về đây để dành cho cô dâu và chú rể. Và sau đây xin được trân trọng kính mời hai gia đình, nhà trai và nhà gái của chúng ta sẽ tiến lên phía trước hai bước và chúng ta sẽ cùng bắt tay nhau để kết tình thông gia trăm năm và mãi mãi. Xin được trân trọng kính mời hai gia đình. Kính thưa toàn thể quý vị, với những tình cảm đặc biệt của hai gia đình đã vun vén cho tình cảm yêu thương của cô dâu và chú rể, với sự ra mắt của hai gia đình nhà trai và nhà gái, với sự bắt tay nhiệt tình chúc đời cho các cháu của chúng ta, và giây phút này xin được xin mời hai gia đình ta sẽ di chuyển xuống phía dưới để chúng ta sẽ đến với những tình cảm đặc biệt của hai con. Kính thưa toàn thể quý vị, đến với niềm hạnh phúc của cô dâu và chú rể chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay là một tình cảm đặc biệt của trung tâm tổ chức hiện thực lấy Cường Kiều đã cũng trở về đây để làm nên một chương trình đặc sắc có 102, trở nên một tình lễ mừng ngày phúc trăm năm cho cô dâu và chú rể. Rất là may mắn cho ekip chúng tôi trở về với mảnh đất Tròm Bòi thân thương của chúng ta, là một mảnh đất của người con người Thái. Đặc biệt hơn nữa, người dẫn chương trình cũng là một người con người Thái, mong muốn rằng trở về đây để chung vui làm nên cho cô dâu và chú rể chúng ta một chương trình hạnh phúc, thì Minh Đức muốn có một vài lời chúc phúc và lời cảm ơn, lời chúc đến tất cả quý vị quan khách chúng ta bằng tiếng Thái. Xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Khoan lọc lán xó thay lời hứa trung tâm tổ chức gửi cưới Cường Kiều, thay lời hứa bá lùng hoàng cung mõng tỏng hườn, số mà hoạt mỗi ngày bên ống, bên ẩu, bên bỏ, bên mẹ, bên lùng, bên ta, ái non, keo lón, tỉ khở, tà cái bán nơ. Quan ẩn lèo bò mẹ xó tàng, áo lót xó khườn hát rào hứa, hưng lách cây bà, nhờ thô nhờ lộc, nhờ nà hong tròn súng, trăng sinh lấy xóm xám ơi non. Lúc nó có tấp cào gạo xuống bà, ít nào phải tay nà không. Bạn nó có bà leo hơn nước của bò khẩn, hơn tứ có bò mưa. Liệp năm thì mọi bá, liệp na mọi khẩu, tàu bán chỉ ngắm sinh tỉnh sau. Trong mọi hết còn kén không bá lùng hoàng, song tàng ứng ý. In xeo ta chỉ mặc mén ken khởi, khoảng cuộc chăng mười triển to này, khoảng bái chăng mà triển to bỏ to mẻ. Bò mẹ ái non của bà nưa lở đưa hát của cậu chồng xịp chồng. Mưa lấy nghen đi bò mì bò mẹ xóm tàng có nhang ha. Bò mà bò mẹ xóm tàng có nhang xóm. Xóm lấy lờ nèo, lờ nổi, lờ thoái, lờ lề. Bày tộp tay ngao hợp bếp phân khẩu, phân ngày. Chẳng hiệu hoạt mới ngày, bên ống, bên ẩu, bên bà, bên lùng, bên ải, bên non, keo long, tỉ khởi tàng cây. Mà nắng biêng hiền mòm, bày chồng ao lục, ao lán hầu lấy hỏi bí hạnh phúc. Mì ăn lờ, bá lùng hoàng, cung móng tổng hườn, năng phít treo bà hờ mén, khen bà hờ biêng. Mộm chưa phân khẩu, phân ngài mà đi, lán đi trong thay lời hỡi tay hườn. Xó mở ngài bên ống, bên ẩu, bên bà, bên lùng, ái non, keo long, tỉ khởi tàng cây. Hầu trăng du lai mà, ịt muốn, ịt hóng, bày hờ lục lán hầu lấy hỏi bí hạnh phúc. Mén lờ khoan lọc lán đi hủ lấy sầy trắng, chăng kiệt cộc hở tẹt sai, tiền bái hở tẹt năm của chăng mến chăng phay. Nòng khá bà leo, khoam buôn có bay sầy, khoam tay có bay teo. Sóng xám khoam cặp giọt, xìa khót cặp chừa. Mà triển trai nói su hòn mới ngay, bên ống, bên ẩu, bên bà, bên lùng, ái nong, keo long, tì khở tàng cây. Xó chúc hở bơ tầng khơi, có khứ bà mới ngay, bên ống, bên ẩu, bên bà, bên lùng, ái nong, keo long, tì khở tàng cây. Phó có hở chín, hở khoe, à hai nhà mì, đi hở lấy. Hở du đi bàn bí, du đi hỏi tôi. Hở lấy ký khẩu, lấy nà, ký phá, lấy hủi bán nơ, con ống, con ẩu, con bà, con lùng ơi. Sóng non xì bác khăn tay mừng bục mừng bún khăn tàu, bác khăn tay mừng mẫu mừng phả khăn lồng, khăn bên phô bìa trong chậu nấu cua sỏi cua xưa liền xong.
mưa lấy nghền đi bò mì bò mé có nhàng ha bò mà bò mé có nhàng xó xó ao ăn lừ có hớ mì bày hớ xong nọ mà dư họ hờn điêu chân đi ái chắc xó chúc hớ xong nọ cá nỉ mưa lùn phun cá nỉ mưa ná chúc hớ xong nọ hạc ao nọ quăm khinh quăm kha hạc ao nọ phá tím phá mừ phố bay hãy xỉa mìa tham ha mìa bay nà có hớ phúa tham khâu phố có nhà thiên xía mìa nhà thiên hay chúc hớ xong nọ óc pi nà phả mơ hờ xin lầy lục nhìn mà bảy xương ao lầy hờ xin lầy lục chảy mà bảy xương ao nèo hườn mưa ná xóm non đơ. Vâng ạ, à, kính thưa toàn thể hội hôn kính mến, thì bây giờ Minh Đức cũng có chúc phúc cho cô dâu và chú rể bằng một số câu bằng tiếng Thái. Thì chắc chắn rằng một số con khách chúng ta sẽ không hiểu, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ chuyển sang tiếng phổ thông để cho tất cả quý vị chúng ta cùng lắng nghe và rõ hơn. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý, đến với niềm hạnh phúc của cô dâu và chú rể chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay, một tình yêu trong sáng đến từ hai bên, thì chúng ta cũng phải cảm ơn Thượng Đế đã ban xuống cho trần gian chúng ta một món quà, hay gọi một cách kính trọng hơn, đó là một mẫu vật. Khi chúng ta sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của tình cha và tình mẹ, và đến lúc trưởng thành, chúng ta lại được sống với một tình yêu mãnh liệt hơn, đó là tình yêu đôi lứa và tình yêu của tuổi trẻ. Cũng vì tình yêu đôi lứa đó đã đem chú rể Minh Ngọc và cô dâu Lương Xoan chúng ta đến được với nhau. Thì giây phút để đây xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng hướng về hai đảo hoa tươi đẹp nhất, hướng về hai nhân vật chính chúng ta để chúng ta sẽ đến với lễ rót rượu hồng của chú rể và nàng dâu. Xin được trân trọng kính mời chú rể Minh Ngọc sẽ dùng chai champagne đầu tiên mà ban tổ chức chúng tôi đã dành chọn cho chú rể và nàng dâu, và chúng ta sẽ cùng tay trong tay để rót lên tháp hiệp phúc. Xin được trân trọng kính mời. Chú rể hãy sắp thật mạnh, vừa sắp vừa dùng ngón tay cái của mình đẩy nắp cho mày, vâng, rất tuyệt vời. Xin mời con dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng cầm tay nhau để chúng ta sẽ cùng dắt lên tháp diều hạnh phúc. Một tình yêu, một nghi lễ trọn vẹn của cô dâu và chú rể với tháp diều tình yêu của chú rể mà nàng dâu mà ban tổ chức chúng tôi đã dành chọn rất là tỉ mỉ. Đó là tình yêu đó, nó sẽ tuôn chảy từ một nơi trở về một nguồn, tượng trưng cho tình yêu hai trái tim yêu thương đã cùng trở về bên nhau. Đó là tình yêu đẹp nhất của chú rể và cô dâu của chúng ta. Vâng, rất tuyệt vời, chúng ta đang được chứng kiến một nghi lễ tuyệt vời của cô dâu và chú rể. Quả thật thì anh còn son, em cũng còn son, ước gì ta được làm con một nhà. Đó là những điều mong muốn đẹp nhất của chú rể và nàng dâu. Với những tình cảm đó, với một tình yêu trong sáng đến từ cô dâu và chú rể, thì ngày hôm nay với sự vun vén tình yêu của mình, được sự tác hợp của đôi bên gia đình của chú rể và nàng dâu cũng đã trở về bên nhau. Xin mời cô dâu và chú rể ta sẽ dùng hai ly phía dưới đi ạ. Và chúng ta sẽ nâng hai ly rượu hồng này ra phía trước thật cao đi ạ, để tỏ lòng cảm ơn đến tất cả quý vị quan khách đã trở về đây để chúc vui ngày chung đôi của chú rể và nàng dâu. Và xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị quan khách, bạn bè thân hữu của cô dâu và chú rể, chúng ta đang chung vui bữa cơm thân mật cùng đại gia đình đồng ấy. Vậy cô dâu và chú rể chúng ta đã trở về đây, chúng ta cùng rót chén rượu hồng của mình lên để chúng ta cùng nâng ly chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho cô dâu và chú rể đi quý vị. Xin mời tất cả giấy tiền bên này và giữa đi ạ, chúng ta cùng nâng ly với cô dâu chú rể nào. Chúng ta cùng đứng lên để đồng nghĩa cho cô dâu và chú rể được không ạ? Xin mời anh em mà cô dâu chú rể đâu ạ? Chúng ta cùng đứng lên đi ạ. Xin mời gia đình ở đây đâu ạ? Đứng lên để chúc phúc cho cô dâu và chú rể được không ạ? Chúng ta cùng đứng lên đi nào. Xin mời tất cả quý vị cùng bắt nhịp nào. 1 2 3 xin mời. Vâng, xin mời, xin mời tất cả quý vị ta cùng cản đi ạ. Vâng, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị và các bạn bè thân hữu vượt xa của cô dâu và chú rể đã cùng đồng hành chân vui trên ngày hôm nay. Mời cô dâu và chú rể xin kính chúc cho cô dâu và chú rể đạt được trăm năm tình viên mãn, cộng đồng nghĩa phu thê. Và giây phút này xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng hướng về hai đóa hoa tươi đẹp nhất trong ngày hôm nay, để chúng ta sẽ đến với tình cảm đặc biệt của cô dâu và chú rể trao cho nhau, đó là nụ hôn nồng nàn. Xin được trân trọng kính mời chú rể sẽ hướng mặt vào cô dâu 35 độ 7 và cô dâu cùng hướng mặt vào chú rể 37 độ 5. Và cho Minh Đức mượn lại chiếc mũ của chủ đề một chút xíu nhá, để tiện cho nụ hôn này nó đẹp hơn, đúng không ạ? Và lần đây xin được trân trọng kính mời chú đề Minh Ngọc sẽ dùng hai bàn tay của mình đặt lên chỗ nào mà thẩm định mềm nhất của cô dâu. Chỗ nào là mềm nhất ạ? Đúng rồi, đó là vòng eo, đúng không ạ? Là chỗ dỗ dành yêu thương. Chú đề cứ từ đây trở đi, chú đề cứ đặt bàn tay ở đó thường xuyên, thì sau 9 tháng 10 ngày sẽ có tiếng khóc à ơi. Và cô dâu của chúng ta cũng dùng hai bàn tay của mình đặt lên chỗ nào mà cảm thấy cứng nhất của chú rể. Đúng rồi, đó là bờ vai, đủ để chứng kiến cho tình yêu của mình rồi. Và chúng ta sẽ đếm từ 1 đến 3.
thì chú đệ sẽ chủ động hôn cô dâu. Và Minh Đức sẽ đếm từ 10 đến 1 thì chú đệ mới được buông môi cô dâu. Được chưa? Dạ được. Vâng, xin cảm ơn chủ đề Minh Ngọc rất nhiều. Và chúng ta cùng bắt nhịp theo quý vị. Bắt theo vào tay thật lớn đi nào quý vị ơi. Chúng ta cùng đếm nào. 1 2 3. Hôn đi ạ. 10. Hôn đi nào, 10 giây đi ạ. 3 2 1. Hết giờ. Xin cảm ơn con dâu và chủ đề rất nhiều. Xin cảm ơn sau sát biệt những tình cảm đặc biệt của chủ đề và đồng giao cho nhau. Chúc cho con dâu và chủ đề chúng ta trăm năm tình viên mãn, bậc đầu nghĩa phu thê. Về những phần quà của đại gia đình chồng ái trao cho cô dâu và chú rể sẽ dành vào trưa ngày mai sẽ tổ chức lễ tảnh hôn tại tư gia đình chồng trai chúng ta, thì gia đình chồng ái sẽ lên trao cho cô dâu và chú rể. Ngày hôm nay gia đình chồng ái sẽ không lên trao cho cô dâu và chú rể và dành vào ngày mai, trưa ngày mai sẽ tổ chức tại mảnh đất Thanh Đào Bồng Khê, thì gia đình chồng ái sẽ lên trao cho cô dâu và chú rể. Còn giây phút này chúng ta sẽ đến với phần quà âm nhạc gửi tặng cho cô dâu và chú rể. Xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị ta hãy may dặn đăng ký những bản tình ca, những món quà âm nhạc trong buổi chiều nay gửi đến cho những người làm chương trình chúng tôi để chúng ta cùng bước lên sân khấu cho tình yêu, hát cho duyên một món quà vô giá dành tặng cho cô dâu và chú rể. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ di chuyển vào những dãy tiệc để chúng ta cùng đi giao lưu. Cảm ơn đến tất cả quý vị và khách trong buổi chiều nay.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.